Người cung Cấn mệnh Thổ xây nhà năm 2020 hướng Đông tứ mệnh hay là Tây tứ mệnh hợp hướng, được lộc trời cho, giàu sang vô đối. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn về việc động thổ làm nhà cho người cung Cấn và cách chọn hướng nhà hợp với người cung Cấn cũng như là cách hóa giải nhà không hợp hướng. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021, 2022 và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng như là bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại và những câu hỏi về kích hoạt tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kích hoạt tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần phải hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này, hôm nay Phong thủy May mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng vào năm 2020 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người cung Cấn mệnh Thổ bao gồm những người có năm sinh sau đây. Đối với nam mạng 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần, 2019 Kỷ Hợi. Còn về nữ mạng thì có sinh năm 1921 Tân Dậu, 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 2020 Canh Tý, 1927 Đinh Mão. Đầu tiên thì ta sẽ đến chọn hướng nhà. Đối với những người cung Cấn mệnh Thổ có bốn hướng tốt, đó là Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên, Tây Nam sinh khí. Còn bốn hướng xấu đó là Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ. Cát hung của từng hướng năm 2020 Canh Tý như sau. Đối với hướng Đông Bắc thì gồm có ba Sơn Sửu, Cấn Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ. Thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần thì không nên xây mới, vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch và liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để lựa chọn ngày giờ may mắn bổ long phù sơn cho gia chủ. Người cung Cấn xây nhà vào hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao tả bổ thuộc mộc, hướng Đông Nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu, để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét sang hướng Tây Bắc gồm ba Sơn Tuất, Càn Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tô tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Người cung Cấn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được thiên y thuộc sao Cự môn thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải. Ngoài ra cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn về hướng Tây gồm ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được.
Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch, để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Những người cung cấn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Xét sang hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020, sao tứ lục đáo đến tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9 và tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Người cung cấn mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc, hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét sang hướng Nam gồm 3 sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng riêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Người cung cấn mà ở hướng này thuộc đông tứ mệnh, không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao lập tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu, và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hướng. Còn xét đến hướng Đông Nam thì gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tí sao lục bạch đáo đến lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo vào Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt, với nhà tọa Càn hướng tốn và tọa Hợi hướng tỵ phạm mộ long bến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào tháng cát lành, đó là 3, 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người cung cấn xây nhà hướng Đông Nam thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, những người cung cấn khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ mà đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu, và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Xét sang hướng Đông thì gồm có 3 sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên những nhà
tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ Long biến vận, nên để sang năm 2020 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Người cung cấn xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ thuộc cung cấn đang ở nhà hướng đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Còn xét đến hướng Bắc thì gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa Phạm Tuế Phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm và Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Với những người thuộc cung cấn xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng con cái thì khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp những người cung cấn đang ở nhà hướng Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu, và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã theo dõi bài phân tích từng hướng nhà cho người cung cấn, hướng nào xây tốt, hướng nào xây xấu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xét đến cách bố trí phong thủy cho người cung cấn như thế nào cho hợp lý. Việc lựa chọn và bố trí phong thủy là hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và vận hạn của những người ở trong nhà. Vậy nên để làm được điều này thì cần phải có được sự tư vấn từ chuyên gia, những thầy phong thủy lão làng. Các bạn hãy gọi ngay cho Phong Thủy May Mắn để được tư vấn. Tuy nhiên thì cách bố trí phong thủy cho người cung cấn cũng cần phải thỏa mãn những điều kiện cơ bản như sau. Đó là chọn hướng làm nhà cho người mệnh cấn, hướng cửa làm nhà nếu lấy tọa đông và hướng tây trường tồn bền vững, tọa tây nam hướng đông bắc sức khỏe mau lành bệnh, tọa đông bắc hướng tây nam thì phát triển. Chọn màu cửa thì nên chọn màu vàng, nâu, xám, xanh lá, đỏ, cam, tím. Chọn phòng ngủ và hướng đặt đầu khi ngủ cho người mệnh cấn, đó là hướng tây nam, tây, tây bắc và đông bắc. Còn hướng đặt bếp, đó là hướng bếp cũng như là hướng cửa phải quay về hướng tốt, miệng bếp tốt nhất là quay về hướng tây nam. Làm như vậy sẽ khiến cho tinh thần sung mãn, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ mắc bệnh lâu năm khó chữa nên chuyển hướng nhà qua tây bắc, như vậy sẽ giúp mau lành bệnh hơn. Lưu ý khi chọn hướng nhà và hướng cửa thì thường áp dụng cho đàn ông, trừ khi nhà không có đàn ông thì mới lấy tuổi của người phụ nữ. Còn hướng bếp, hướng giường ngủ thì đa phần chọn vào tuổi của phụ nữ. Hướng bàn làm việc tốt, lưng hướng đông bắc, mặt hướng tây nam. Màu sắc phù hợp với người mệnh cấn, hỏa, đỏ, tím, cam, thổ thì vàng và nâu cà phê. Màu sắc kỵ đó là mộc, xanh da trời, xanh lục, kim là vàng kim, trắng, màu trung tính, thủy, đen, xanh lam. Màu khai vận đó là màu vàng, trong thổ có kim. Màu sắc có thể làm tăng vận khí đó là màu vàng, màu nâu cà phê. Tiếp theo là màu vàng kim và màu trắng. Màu suy đó là màu xanh lục, màu xanh lam. Tốt nhất thì bạn nên hạn chế dùng hai màu này. Con số khai vận đó là số 5 và số 0. Con số suy đó là số 3 và số 8. Con số tốt lành dành cho xây dựng đó là 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 25, 26, 27, 30 và 31. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người ở trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có được cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành, ta xét đến các yếu tố như sau. Về thái tuế, khả tọa bất khả hướng, có nghĩa là nếu làm nhà vào năm 2020 năm Tý thì hướng Tý, đó là hướng Bắc, phạm vào thái tuế. Vì vậy tất cả những hướng Bắc đều không xây được. Do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi phạm vào thì hung họa cũng thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Bắc năm 2020 trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải xem xét thật kỹ, cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để có thể hóa giải. Còn về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu năm 2020 năm Tý thì hướng Ngọ Nam phạm. Vì vậy tất cả những nhà hướng Nam có tọa độ 180 cộng trừ 7,5 độ không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Vì vậy, trước khi xây nhà thì cần phải đo đạc cẩn thận xem mình có rơi vào tọa độ này hay không. Nếu đúng thì không nên xây, chọn vào năm khác xây mới được. Còn rơi vào những độ số khác thì cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi xây mới hay là sửa chữa để được cát lành hơn. Còn về tam sát, khả hướng bất khả tọa, tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát, tai sát, chúa tể của âm khí, chết chóc và bệnh tật nặng. Năm Dần Ngọ Tuất sát hướng Bắc, năm Thân Tý Thiền sát hướng Nam, năm Hợi Mẹo Mùi sát hướng Tây, năm Tỵ Dậu Sửu sát hướng Đông. Năm 2020 kỵ tọa Nam, vì vậy những nhà hướng Nam thì không nên xây mới trong năm 2020. Về sao Lực Sĩ, vốn là sao hộ thần của sao Thái Tuế, là hung thinh, là thần hung ác, gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Cách tính Lực Sĩ: Hợi Tý Sửu, Lực Sĩ tại Cấn; Dần Mão Thìn, Lực Sĩ tại Tốn; Tỵ Ngọ Mùi, Lực Sĩ tại Khôn; Thân Dậu Tuất, Lực Sĩ tại Càn. Năm 2020 kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa Khôn hướng Cấn thì không nên xây mới hay sửa chữa trong năm 2020. Về ngũ hoàng sát, ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh. Ngũ hoàng là đại sát tinh, chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn, bại sản. Năm 2020 ngũ hoàng đại sát hướng Đông, để tránh những tai họa do ngũ hoàng đại sát mang đến, những nhà hướng Đông vào năm 2020 tuyệt đối không được xây mới hay sửa chữa. Còn về mậu kỷ đô thiên sát, kỵ tọa nhà năm Giáp Kỷ tại Sơn Thìn Tỵ, tối kỵ luôn vào tháng Thìn Tỵ, đó là tháng 3 và tháng 4. Năm Ất Canh tại Sơn Dần Mão, năm Bính Tân tại Sơn Tuất Hợi, năm Đinh Nhâm tại Sơn Thân Dậu, năm Mậu Quý tại Sơn Ngọ Mùi. Năm 2020 không tọa nhà Sơn Dần Mão, những nhà hướng Đông Bắc tọa Thân hướng Dần và nhà hướng Đông tọa Dậu hướng Mão không xây mới bất kỳ bạn tuổi gì. Về mộ Long Biến Vận sát, phạm mộ Long không được tọa nhà ở đó sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ. Phạm mộ Long thì không hóa giải được, chỉ có cách là đợi tháng nào có các tinh đến thì sửa, tạm thời chấp nhận được. Ví dụ, vào năm Kỷ Hợi xây dựng căn nhà tọa Tý hướng Ngọ, Long mạch từ Tý đến. Long Tý đem đối chiếu với bảng hồng phạm ngũ hành thuộc hành thủy, thủy cục thì mộ khố tại Thìn. Xét năm Kỷ Hợi lấy ngũ thử độ thì ta khởi Giáp Tý. Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, ta biết rằng vào năm Kỷ Hợi mộ khố của căn nhà tọa Tý là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, mà năm Kỷ Hợi có nạp âm là Bình Địa Mộc, bằng với mộ Long là tốt. Hành của mộ Long bằng sinh và nhập khắc xuất với nạp âm, năm tháng ngày giờ là tốt, còn sinh xuất và khắc nhập là hung. Năm 2020 mộ Long tại bốn Sơn Càn, Hợi, Đoài, Đinh. Vì vậy những nhà hướng Đông Nam tọa Càn hướng Tốn, tọa Hợi hướng Tỵ thì không xây mới. Những nhà hướng Tây tọa Mã hướng Dậu không xây mới. Nhà hướng Bắc tọa Đinh hướng Quý không xây mới bất kể bạn tuổi gì. Cần phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết và cụ thể, từ việc chọn thời điểm làm nhà cho đến tư vấn bố cục phong thủy hợp lý với thế đất và tuổi của gia chủ, đảm bảo cho việc xây nhà năm 2020 được cát lành và may mắn. Tiếp theo là không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cổng cửa nằm sát vào đường phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng lục đục, anh em bất hòa, văn nhân hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra, người ta gọi là lạc quái, là tiện cục. Tiếp theo đó là không phạm âm dương sai thác.
Âm dương sai thác là đặt sơn hướng cửa nhà hoặc là tâm của cổng nằm đúng vị trí của bát long sau, bính thìn, kỷ tỵ, kỷ mùi, nhâm thân, nhâm tuất, ất hợi, quý sửu và bính dần. Nhà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này hay bị kiện tụng miệng tiếng thự phi, khẩu thiệt, tổn nhân đinh, dễ mất chức, giới sĩ thì bị bôi bẩn hoen ố, nhà này gọi là nhà bại cục. Sửa nhà, cơi nới, ngoài các yếu tố trên thì chú ý không được sửa vào năm nhị hắc đáo hướng, đó là hướng nam vào năm 2020. Như vậy, trong 24 sơn hướng, những mảnh đất có sơn hướng sau không được khởi sự: Tý, Ngọ, Nhâm, Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão, Ất, Mộ, Long tính riêng cho từng hướng. Các sơn hướng khác thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để chọn thời điểm và bố cục xây nhà hợp lý nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy may mắn về việc xây nhà năm 2020. Như quý vị đã biết, phong thủy là một bộ môn khoa học có từ hàng ngàn năm trước. Nó đã được kiểm chứng trong suốt một thời gian dài. Vì vậy, chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi mà tiến hành xây mới hay sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định làm nhà thì hãy chuẩn bị trước ít nhất từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là từ 1 đến 5 năm để có thể chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc mình tuổi gì mà hãy xem mảnh đất nhà mình định làm nhà được hướng bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ, sau đó sử dụng la bàn, la kinh hay là điện thoại tốt để đo độ xem hướng đó bao nhiêu độ rồi cho thầy biết, thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên là còn nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa, vì vậy việc chọn được thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vậy nên quý anh chị đừng ngần ngại liên hệ với các thầy của phong thủy may mắn để được tư vấn chi tiết cụ thể. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích, ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.